Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Đầu video thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh mình trong thời gian vừa qua. Thì hiện tại là mình đang ráp một mẫu xe SH phiên bản 2023 nha các bạn. Đối với đời này là 160 nha. Nha các bạn. SH lớn 160 nha. Hay gọi SH lớn có nghĩa là còn cái phiên bản SH Mod ở bên mình hay gọi là SH lớn các bạn 160. Và có phanh ABS nha các bạn. Có phanh ABS nha. Tức là mẫu này là mẫu cao cấp các bạn, màu đỏ bóng. Đấy. Thì nhiều bạn cũng thắc mắc hỏi tại sao mua xe mới mà lại mở bung ra hết như thế này. Thì hiện tại là bên mình có làm dịch vụ mở bò sườn đó các bạn. Tức là thay cái mở bò các bạn, mở bò chống sét nha. Đây, các bạn thấy nè. Vùng của Cà Mau mình đó, Tà Bạc là vùng nước mặn á. Thì hiện tại là dễ sét những cái khu vực này nè các bạn. Mình rửa xe hay là mình nó nước động nước ở khu vực này nè các bạn. Đây, điện nè. Thì hầu như là khách hàng của bên mình á, mua xe xong đều gõ ra thăm ở vườn mở bò các bạn để hạn chế cái việc mà chống xét sườn sau này nha. Đấy thì mở bung ra hết. Nhiều bạn nói là mua xe về mở bung ra hết nó mất zin hay là ấy. Thì đối với dòng xe máy đó các bạn, mở dàn áo và lắp dàn áo là chuyện bình thường nha các bạn. Hay là các bạn thay một miếng nhựa nào đó trên cái xe của mình ha, ví dụ như vậy, thay một miếng nhựa nào đó. Thì cái nhựa này đó các bạn, hãng Honda vẫn chứng bán nha các bạn. Hãng Honda vẫn bán với cái mã giống như cái mã mà lúc thời điểm mà cái mình đang mua xe mới các bạn ha. Biết bạn ở phía sau cái bựng đó các bạn, ở phía sau một cái dàn áo hoặc là cái bựng xe các bạn đều có cái mã hết nha, thì các bạn an tâm nha. Đây này, có thấy không? Đấy, đấy là cái mã xe các bạn, cái mã nè và cái bựng, cái tên bựng luôn các bạn, cho nên các bạn an tâm nha về về độ chính hãng của nó nha. Thì đây, mở bò sườn khi thay xong nó như thế này các bạn. Dịch vụ này thì là 200 ngàn hoặc 300 ngàn tùy theo xe các bạn. Đối với dòng mà tháo gỡ khó gỡ như những dòng SH đó, hay là nhiều công đoạn hay là nhiều như vậy đó, thì khoảng 300 ngàn. Còn bình thường là khoảng 150, 200 luôn nha các bạn. Đấy. Thì bạn nào có nhu cầu về dịch vụ ở Cà Mau á, thì các bạn có thể ghé bên đề hệ thống cửa hàng bên mình để có thể làm cái dịch vụ này nha. Ngoài ra thì vẫn còn cái phủ nano chống trầy nè các bạn. Phủ nano chống trầy nè, con này màu bóng nè. Thì khách hàng yêu cầu phủ nano chống trầy lâu xíu nữa mình sẽ quay cho các bạn coi luôn nha. Phủ nano chống trầy thì giá một giá thôi các bạn, xe nào cũng vậy, một giá thôi, 400 ngàn. Đó là một cái gói nha các bạn. Đối với dòng, và mình chia sẻ thêm ha, đối với dòng SH 160 phiên bản mà ABS như vậy, thì các bạn có được cái phụ cái mâm màu bạc nha các bạn. Các bạn hay hỏi mình là SH 2023 cái mâm cái phụ màu đen, sao mà cái con này cái mâm cái phụt lại màu bạc, có phải là đời 2022 hay không? Thì các bạn nào đã từng theo dõi và biết Honda Việt Nam ra mắt đó các bạn sẽ đón được và nắm được ha. Thì phiên bản cao cấp của đời 2022 á và đời 2023 nó có sự khác biệt các bạn. Thứ nhất là cái yên, thứ hai là cái mâm này nè các bạn. Thì đối với dòng 160 CBS đó các bạn, thì các bạn sẽ được hãng sơn màu đen sẵn nha. Đây, màu đen sẵn, phuộc mâm đồ đèn bồi với lại trước đồ đen sẵn, nhưng mà ABS thì là đỏ bạc nha các bạn. Đỏ bạc yên màu nâu. Đấy. Và này cũng là đời 2023 nha các bạn. Đời 2023 nha. Thì giá xe bên mình đang để là 117 triệu các bạn. Con này 117 triệu. Bạn sẽ được 3 màu, màu đỏ, màu đỏ, màu trắng và màu đen nha. Màu đỏ, màu trắng và màu đen. Đấy, thì mình sẽ được 3 màu. Còn đối với cái phiên bản 160 ABS mà màu đen nhám á, phiên bản đặc biệt và màu thể thao á, thì giá nó sẽ khác nữa nha các bạn. Nó sẽ tùy theo giá xe và màu xe nha. Đấy, màu nâu nè các bạn. Đỏ, bạc, nâu ha. Thì cái này là màu nâu, cái yên nó kết hợp với màu nâu luôn nha các bạn. Đấy, thì bạn kỹ thuật mình đang lắp cái dàn áo vô rồi. Xíu nữa mình sẽ quay cho các bạn coi về cái công đoạn mà mình là phủ nano nha. Thì các bạn đón xem tiếp nha. Đây là khi mà mình đánh nano xong nè các bạn có thấy nó lên màu ha. Rất là bóng nha các bạn. Thì khi đánh xong á thì các bạn phải để 2 ngày sau mình mới rửa xe nha các bạn, để mình xịt dừa lớn nó sẽ bị trôi đi những lớp keo nha. Và đây là lớp mình đang giữ nè các bạn, đang giữ phủ cứng nè. Đây là lớp mình vừa lao xong nè. Thì xíu nữa mình lao toàn thân xe các bạn sẽ thấy mình lao xong nè các bạn nhìn thấy ha. Đấy. Thì kỹ thuật bên mình đang tiến hành lắp yên với lại cản luôn đó các bạn. Bắt đầu tiến hành vệ sinh là giao lại cho khách được rồi. Thì bạn nào đang có nhu cầu về dòng xe SH 125, 160 hoặc là 350 thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở video nha.
Thì hiện tại là mình cũng không đủ hết màu các bạn, từ 125, 160 nó không đủ hết màu để các bạn coi trực tiếp nha. Tuy nhiên thì một vài hôm thì nó sẽ đề về các bạn. Tức là xe hôm nay mình nhận liên tục tại Cà Mau, cho nên các bạn cứ an tâm. Bạn nào có nhu cầu về dòng xe của SH thì bạn liên hệ với mình nha. Hoặc là các bạn có thể liên hệ với mình để tìm những dòng xe khác cũng có luôn nha các bạn. Tại vì bên mình đang có chính hãng của Honda nè, của Yamaha nè, có KTM, Suzuki, Kimco và các hàng nhập khẩu nha các bạn. Đấy, thì bên mình kinh doanh tất cả các hãng đều là chính hãng hết, trên tên tất cả các hãng và được là đại lý chính hãng của tất cả luôn các bạn. Cho nên các bạn an tâm về chất lượng xe cũng như là quy trình bảo hành bảo dưỡng bên mình nha. Bạn mua ở tỉnh ngoài các bạn cũng được chính sách bảo hành bảo dưỡng của hãng. Đấy, thì khi lắp vô thì các bạn học rất là lớn nha. Thì dịch vụ này là 400.000 các bạn, 400.000 để phủ nano chống trầy nha, hạn xước, hạn chế chống trầy cũng như là phủ bóng của xe nha các bạn. Thì ai nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip mà mình ráp xe tiếp theo ạ.